22 Tịnh mặt giới Giới im lặng 22.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa đồng chế Tịnh mặt nhập bạch y xá Ưng đương học Nghĩa Thuộc về chế tội Đại thừa đồng chế im lặng vào nhà bạch y. Cần phải học. 22.2 Duyên khởi Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo cất tiếng la lớn khi vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao khi vào nhà bạch y lại cất tiếng la lớn giống như chúng bà la môn? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được. Trong đó có những vị thiểu dục, liền hiểm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 22.3 Cụ duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Cất tiếng kêu lớn Không nhân duyên Lúc vào nhà bạch y mà cất tiếng kêu lớn thì phạm. 22.4 Phạm tướng Tịnh mặt nhập bạch y xá Bạch y xá là chỉ cho nhà của cư sĩ thế tục hay là thôn xóm tụ lạc bất tịnh mặt nghĩa là cất tiếng kêu lớn không giữ yên lặng tuy nhiên có những trường hợp khác là khi dặn bảo việc chi với người mà cần phải nói lớn tiếng cho rõ ràng hoặc trong lúc thí thực nên cất cao giọng để tụng niệm ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý cất tiếng lớn thì phạm tội đột kiết la nên sám hối vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la trong tỳ nại gia quyển mười thuyết minh lúc đi vào nhà bạch y không được quở trách quát la người khác lúc vào nhà bạch y không được kêu gọi người vân vân. lúc vào nhà bạch y không được cất tiếng gọi lớn. 22.5 kiềm chế trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 22.6 khai duyên những trường hợp không phạm khi có bệnh hoặc là người đối diện bị điếc, không nghe nên cần phải nói lớn. Hoặc là lớn tiếng dặn bảo việc chi với người cho rõ ràng. Hoặc là trong lúc khí thực, cất cao giọng tụng niệm. Hoặc gặp phải mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần phải kêu cứu. Những trường hợp như thế thì không phạm. 22.7 Tập giải bước vào trong thôn phải giữ gìn oai nghi như thánh mặc nhiên. Nếu đi đường gặp người quen biết, cũng không được lớn tiếng gọi. Trong luật nhiếp, quyển 14, thuyết minh, khi đi vào trong tụ lạc, không nên giống như người thế tục, nói năng nhiều lời. Cũng không nên cất tiếng gọi lớn như hạng trẻ con. Nếu có việc cần gọi mà người kia không nghe, thì nên nhờ người thế tục lớn tiếng gọi giúp mình. Là tỳ kheo ni, cần phải nhiếp tâm niệm Phật, yên lặng mà đi. Như trong luật tứ phần, quyển 53, thuyết minh. Tỳ kheo nhất tâm, hoặc đi bước ra vào, hoặc khi liếc xem hai bên, co duỗi cúi, ngước, mang bát, mặc y, nhận lấy cơm canh, hoặc khi đại tiện tiểu tiện lúc ngủ lúc thức hoặc đứng hoặc ngồi hoặc có việc cần nói năng hoặc là yên lặng trong tất cả thời như thế thường phải nhất tâm đó gọi là pháp nhất tâm thí như có người đi chung với đại chúng hoặc ở trước hoặc ở giữa hoặc ở sau thường được an vui không có gì lo sợ tỳ kheo cũng như thế đi bước ra vào cho đến nói năng yên lặng thường phải nhất tâm tỳ kheo có thánh giới như thế thì được giới căn của thánh nhân vậy nếu như có thể nhất tâm niệm phật giữ gìn chánh niệm hiện tiền các căn tịch tịnh oai nghi an tường ý không lầm loạn tương ưng với giới đó là oai nghi của tỳ kheo ni hiền thiện vậy. 23. Tịnh mặt tọa giới Giới ngồi im lặng 23.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa đồng chế Tịnh mặt nhập bạch y xá tọa Ưng đương học Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Vào nhà bạch y ngồi nên im lặng, cần phải học. 23.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 23.3 Cụ duyên, giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Kêu gọi, không nhân duyên lúc vào nhà Bạch Y ngồi mà kêu gọi, nói chuyện thì phạm. 23.4 Phạm tướng Tịnh mặt nhập Bạch Y xá tọa Bạch Y xá là chỉ cho nhà của người thế tục hay thôn xóm tụ lạc. Bất tịnh mặt nghĩa là không giữ im lặng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp trái lại. Chẳng hạn như nếu đã dặn bảo điều chi với người thì cần phải nói lớn, rõ ràng. Hoặc trong lúc cúng thí thực thì phải lớn tiếng tụng niệm. Ưng đương học Nghĩa là nếu tỳ kheo ni khi vào nhà người thế tục ngồi mà không giữ im lặng, lại lớn tiếng nói chuyện, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la làm mất oai nghi nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiếp la. Trong Tỳ Nại Gia, Quyển 10, Thuyết Minh Lúc vào nhà Bạch Y ngồi, không được quở trách hay la mắng người. Lúc vào nhà Bạch Y ngồi, không được kêu gọi người. Lúc vào nhà Bạch Y ngồi, không được cất tiếng la lớn. 23.5 Kiềm chế giống như giới trước. 23.6 Khai duyên giống như giới trước. 23.7 Tập giải. Khi ngồi trong nhà Bạch y không được cất tiếng la to, giống như tính cách của người thế gian. Nếu có việc cần gọi thì phải dùng thiện pháp khiến cho người khác biết. Việc ấy trong luật tăng kỳ quyển 21, thuyết minh. Khi có việc, cần muốn kêu ai, phải khảy móng tay. Nếu người đó không nghe, thì nên nói với người bên cạnh, nhờ nói lại cho người đó biết. Nếu lúc ngồi trong tịnh xá, trong nhà thọ trai, hay trước mặt hòa thượng, A Xà Lê, trưởng lão tỳ Kheo, không được cất tiếng kêu to. Nếu có chuyện cần thì nên nói với những vị ngồi gần, nhờ nói chuyển tới người đó để họ biết. Cũng không được đứng trước ngưỡng cửa của nhà bạch y mà ngó ra ngoài, hoặc đứng bên trong cửa sổ, ô thông gió, ngó vọng ra ngoài. Trong luật tứ phần, quyển 49, Thuyết Minh Bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại nước xá vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni, đứng bên trong cửa thông gió ngó vọng ra ngoài các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai hiềm trách rằng các tỳ kheo ni này không có tâm hổ thẹn bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp nếu biết chánh pháp thì tại sao đứng trong cửa thông gió của nhà người ngó vọng ra ngoài giống như những tặc nữ và dâm nữ không khác bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được trong đó có những vị thiểu dục liền của trách lục quần tỳ kheo ni kia rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo chư tỳ kheo bạch lên đức thế tôn đức phật dạy tỳ kheo ni không nên đứng bên trong cửa thông gió của nhà người ngó vọng ra ngoài 24. Hí tiếu giới Giới cười giỡn 21.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội đại thừa đồng chế Bất đắc hí tiếu nhập bạch y xá Ưng đương học Nghĩa Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế Khi vào nhà bạch y không được cười giỡn cần phải học. 24.2 Duyên khởi Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo vừa cười giỡn vừa đi vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy liền chê bai hiền trách rằng những sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm chán, Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp Nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp Nếu biết chánh pháp Thì tại sao lại cười giỡn khi đi vào nhà bạch y Giống như những con khỉ đột Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được Trong đó có những vị thiểu dục Liền hiềm trách lục quần tỳ kheo Rồi đem việc đó bạch lên đức thế tôn Để kiết giới này 24.3 cụ duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội Nhe răng cười giỡn Không nhân duyên Lúc vào nhà bạch y mà cười giỡn thì phạm 24.4 Phạm tướng Bất đắc hí tiếu nhập bạch y xá Bạch y xá là chỉ cho nhà cư sĩ thế tục hay những thôn xóm tụ lạc. Hí tiếu là cười giỡn. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý cười giỡn khi vào nhà bạch y, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm vậy, nên phạm tội đột kiết la đánh mất oai nghi. Nếu không cố ý thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận quyển 6 thuyết minh Tỳ kheo lúc vào nhà bạch y không được đùa giỡn, không được mở to mắt nhìn ngó. 24.5. Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 24.6. Khai duyên Những trường hợp không phạm khi có bệnh hoặc khi môi đau không thể ngậm miệng che kín răng được hoặc đang nhớ nghĩ đến chánh pháp nên sinh hoan hỉ mà cười những trường hợp như thế thì không phạm 24.7 tập giải tính tình của nữ nhân thích ham muốn ưa nói cười không kể gì đến pháp cấm chế con người lại thích cười lớn tiếng như những kẻ điên cuồng khi thấy tài vật thì mong muốn cho được. Những thái độ đó đều là những tư thái trong 84 tư thái hạ liệt. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải tự trân trọng. Trong lúc đi đường đừng cười giỡn nói chuyện mà bị thế nhân chê cười, phi nhân kinh tiện, nhiễu hại vậy. Như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Quyển 15, Thuyết Minh bây giờ có hai vị bí xô, một già một trẻ, đi trên đường nói những lời phi pháp. Khi ấy có một con quỷ dạ xoa không có tính tâm đối với Tam Bảo. Nghe những lời nói phi pháp ấy, suy nghĩ rằng Sa môn thích tử này trong lúc đi đường, nói những lời phi pháp. Hôm nay ta cần phải hút tinh khí của hai người đó mới được. Suy nghĩ thế xong, quỷ dạ xoa liền đi theo hai thầy bí xô ấy nó suy nghĩ tiếp rằng việc hồi nãy ta nên bỏ qua nếu bây giờ hai người này còn nói những lời tà vậy nữa thì ta sẽ hút tinh khí nhất quyết không tha nghĩ thế xong quỷ tiếp tục đi theo hai bí xô kia được một đoạn đường thì nó gặp một quỷ dạ xoa khác quỷ dạ xoa này có tâm kính tính đối với tam bảo. Quỷ có tính tâm hỏi quỷ không có tính tâm rằng Ông bạn đi đâu đó? Đi theo hai thầy bí xô chi vậy? Quỷ dạ xoa không tính tâm với tam bảo đem mọi việc thuộc lại. Quỷ dạ xoa có tính tâm khuyên rằng Hai thầy bí xô ấy trong lúc đi đường chắc chắn có bàn luận diệu pháp Vậy tôi khuyên ông bạn đừng ra tay. Thôi đi, đừng đi theo hai thầy đó nữa. Bây giờ chúng ta nên nói chuyện với nhau cho vui. Quỷ dạ xoa không tính tâm nói. Bạn tri thức. Đối với hai ông này, tôi quyết không buông tha. Bây giờ hai quỷ dạ xoa cùng đi theo sau hai thầy bí xô. Hai thầy vẫn tiếp tục nói những lời phi pháp đến một ngã rẽ. Một thầy đến vườn cấp cô độc. Còn một thầy thì đến nhà của bà Lộc Tử Mẫu. Khi ấy, thầy bí sô nhỏ đảnh lễ dưới chân vị bí sô thượng tọa, cầu chúc rằng Hảo hành Vị bí sô thượng tọa đáp Cụ thọ, nguyện thầy vô bệnh, an vui, đừng làm việc buông lung. Bây giờ hai vị bí sô chia tay nhau, mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Quỷ dạ xoa không tính tâm, lúc bấy giờ thái độ trở nên hâm hở, phấn khích, định hút tinh khí của hai vị bí sô. Nhưng quỷ dạ xoa có tính tâm ngăn lại, nói rằng Ông bạn ơi, không nên làm vậy mà mang tội. Hai vị bí sô ấy đã nói lời diệu pháp, nhưng vì anh không hiểu nên sinh tâm sân hận dạ xoa không tính tâm hỏi rằng diệu pháp là gì quỷ kia nói anh thật chẳng ra làm sao cả anh không nghe thầy bí xô lớn nói hay sao thầy ấy nói rằng vô bệnh an vui đừng làm việc buông lung anh nên biết rằng người được không bệnh Đức Phật gọi là sự lợi ích vĩ đại. Đừng làm việc buông lung là căn bản của các pháp lành. Như Đức Thế Tôn dạy, nếu người không buông lung thì có thể đến cảnh giới bất tử. Nếu người làm việc buông lung, chắc chắn sẽ vào tử lộ. Dạ xoa không tính tâm nghe diệu pháp rồi, sinh tâm vui mừng, liền theo đường cũ trở về sau khi dạ xoa không tính tâm đi rồi dạ xoa có tính tâm bèn suy nghĩ rằng đây là việc ta nên làm nay ta nên đến bạch cho đức thế tôn biết suy nghĩ như thế xong dạ xoa liền đến chỗ đức phật khi đến nơi quỷ dạ xoa này đầu mặt đảnh lễ dưới chân phật đoạn lui qua một bên bạch phật rằng kính bạch thế tôn có các giả xoa là chúa của phi nhân đối với phật pháp đa phần không sinh tâm kính tính khi có các bí sô đi trên đường nói những chuyện phi pháp e rằng các giả xoa kia nghe được sẽ làm những việc không lợi cho các vị bí sô đó cuối xin đức thế tôn chế giới cho các bí sô nên giữ chánh niệm lúc đi đường đừng nói những lời phi pháp duy nguyện Thế Tôn từ bi nhận lời của con. Đức Thế Tôn đã biết mọi chuyện, nên Ngài yên lặng nhận lời thỉnh cầu của quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa ấy biết Đức Phật đã nhận lời cầu thỉnh của mình, nên kính lễ dưới chân Phật rồi lui ra. Sau khi dạ xoa có tính tâm đi rồi, Đức Phật ở trong đại chúng, đến tòa ngồi Ngài bảo các bí xô rằng Vừa rồi ta nghe dạ xoa có tính tâm nói rằng Các bí xô trong lúc đi đường có nói những lời phi pháp Dạ xoa không tính tâm theo dõi Tìm cơ hội tiện lợi để làm hại những vị bí xô đó Vì thế hôm nay ta chế lập pháp đi đường Các bí xô trong lúc đi đường phải theo đó mà thực hành các bí xô trong lúc đi đường có hai việc như sau một là nói những lời đúng pháp hai là như thánh mặc nhiên khi đến chỗ nghỉ nói thánh già đà như sau sự vui ngũ dục trong thế gian hoặc là dục lạc chốn thiên đàng nếu so với vui ái dục đã hết không bằng một trong muôn nghìn phần nhóm tập mà sinh các khổ đau do khổ đau mà sinh ra tập chỉ bác chánh đạo mới vượt khỏi đến cảnh vui màu của niết bàn đó gọi là người tu nhân bố thí chắc được thâu gặt lợi ích đó nếu do tâm hoan hỷ bố thí sao quyết được quả báo an vui thế cho nên là tỳ kheo ni lúc đi đường cần phải vân giữ điều giáo giới của Phật, không được buông lung, nói năng, cười giỡn. 25. Hí tiếu tọa giới Giới ngồi cười giỡn 25.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa đồng chế. Bất đắc hiếu tiếu nhập bạch y xá tọa ưng đương học. Nghĩa: Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được cười giỡn khi ngồi trong nhà bạch y, cần phải học. 25.2. Duyên khởi. Giống như giới trước 25.3 Cụ duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Nhăn răng cười giỡn Không nhân duyên Ngồi trong nhà bạch y, vừa cười giỡn thì phạm. 25.4 Phạm tướng Bất đắc hí tiếu nhập bạch y xá tọa. Bạch y xá là chỉ cho nhà của cư sĩ thế tục hay những thôn xóm tụ lạc. Hí tiếu nghĩa là cười giỡn, vui đùa. Ưng đương học Nghĩa là nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y ngồi mà cố ý cười giỡn thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la đánh mất oai nghi nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 21, Thuyết Minh Không được ngồi trong nhà bạch y cười giỡn. Nếu khi ngồi trong tịnh xá, trong nhà thọ trai, hoặc trước mặt hòa thượng, A Xà Lê, trưởng lão tỳ Kheo, thì không được cười giỡn. Nếu có việc đáng cười thì cũng không được cười tuét miệng để lộ răng nứa. Phải cố nín, khởi tâm quán tưởng vô thường, khổ, không, vô ngã và tư duy tử tưởng. Phải cố gắng ngậm miệng, cắn răng, không cho bật lên tiếng cười. Nếu vẫn không hết muốn cười, thì không nên thả miệng, nhăn răng cười lớn. Phải dùng chéo y che miệng ngăn lại. Nếu lúc ngồi trong nhà bạch y, mà buông luôn các căn cười giỡn thì phạm tội việc học pháp. 25.5 Kiềm chế giống như giới trước. 25.6 Khai duyên giống như giới trước. 25.7 Tập giải Tỳ Kheo đi lúc vào nhà Bạch Y ngồi, không nên cùng các cư sĩ đùa giỡn nói chuyện cười lớn nếu có việc đáng cười thì chỉ nên mỉm cười mà thôi không nên há miệng nhe răng ra cười ha hả cần phải tự mình trân trọng giữ oai nghi nghiêm chỉnh đem chánh pháp dạy bảo dẫn dắt hàng phật tử tại gia làm cho họ phát sinh chánh kiến chánh oai nghi không được bàn luận nói nhiều hoặc kia đây sinh ra gây gỗ, hoặc hủy bán chê bai người xuất gia. Cần phải nói những việc tu hành Phật Pháp, và phải biết thời nghi, đừng để cho người đời sinh tâm khinh dễ, nhàm chán vậy.